vẻ đẹp mộng mỏi con mắt của bà xã Trần Giang so với lúc chưa chồng. Chỉ sau thời gian ngắn sinh con, các mỹ nhân V-Biz đã lấy lại vóc dáng thon ngọn đến gờ gan. Sau ít ngày xôn xao dư luận với nghi vấn đã sinh con đầu lòng, bà xã Trường Giang trở lại với ngoại hình quyến rũ, mặn mà, khiến công chúng dành nhiều lời khen không ngớt. Trong ảnh, nhà Phương đang bế cháu, con của em trai. Nếu trước đây nhà Phương gây ấn tượng với hình ảnh nhẹ nhàng kín đáo, thì hiện tại người đẹp lại chăm chỉ diện trang phục, khoe vòng một gợi cảm và ngoại hình chuẩn. Nhà Phương trở thành tâm điểm, ánh nhìn ở mọi sự kiện vì nhan sắc càng ngày càng xinh đẹp. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên tuổi thanh xuân còn đẹp hơn thuở chưa chồng. Mỗi màu sắc, thiết kế khó nhằn cũng không thể làm khó vóc dáng chuẩn của bà xã Trường Giang. Chưa một lần lên tiếng thừa nhận chuyện đã sinh con gái, tuy nhiên người hâm mộ vẫn mặc định cặp đôi đã có con vì những dấu hiệu không thể chối bỏ. Sau thời gian ở ẩn, nhà Phương gây ngỡ ngàng khi lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ trong một thời gian ngắn. Cả nhà Phương và cô em gái mới sinh con đều khiến công chúng ngỡ ngàng khi vòng hai thon gọn đến khó tin chỉ sau ít tháng sinh nở. Ngoài thời gian tập trung trở lại nghệ thuật, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình. Cả ba chị em rất thân thiết dù mọi người đều đã có gia đình riêng. Nhã Phương và các chị em gái đều sở hữu nhan sắc hot girl với nhiều đường nét giống nhau. Mới đây Nhã Phương khoe khoảnh khắc cùng gia đình đi du lịch. Người đẹp chia sẻ mong muốn hiện tại, giờ bản thân không cần gì. Chỉ mong ba má, anh chị em có nhiều sức khỏe, bình an để đi cùng nhau thật dài. Không chỉ thành công với vai trò mới, nhà sản xuất phim, nhà Phương còn thử sức với kinh doanh và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Không chỉ được Trường Giang cưng chiều hết mực, nhà Phương còn rất được lòng nhà chồng. Sau nhiều sóng gió, cuộc sống hạnh phúc hiện tại của người đẹp sinh năm 1990 khiến nhiều người phải ghen tị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.